Đó là trí tuệ, đó là bát nhã, phải không? Còn mình tu giờ tu trong vô minh không, nghĩa là vừa thấy thân thiệt là vô minh, vừa chấp cái tam hơi thua phải quấy là thiệt, là vô minh đó. Như vậy thì quý vị kiểm một ngày cái mình tu với cái vô minh bao nhiêu giờ, tu với cái bát nhã bao nhiêu giờ. Giờ nào quý vị tu bát nhã rồi chắc ai có nói nặng nói nhẹ cũng cười được, được hết. Còn giờ nào tu vô minh rồi ngồi trên chánh điện mà ai đó cựa quậy cái gì cái cũng nổi phiền phiền não liền, phải không? Đó. Thì như vậy trước Phật mà mình sống theo cái vô minh thì mình cũng vẫn cự lộn nhau, phải không? Thì còn nếu dầu cho ở giữa cái chỗ đông đảo người mà mình biết tu theo trí tuệ bát nhã thì người ta có mạ nhục mình cũng cười thôi, không gì quan trọng hết. Như vậy thấy cái tu mà mình biết đúng như thật, nhận chân được lẽ thật rồi thì cái tu rất là dễ, đơn giản. Đó là tôi nói về thân và tâm. Nhưng mà tâm với chúng ta nó không phải là có một mà nó lại có hai, một loại mà nó tới hai loại. Một loại là tâm hư dối, một là cái tâm chân thật. Mà lâu nay mình quen sống với cái tâm hư dối rồi, cho nên tất cả cái nghĩ suy buồn thương giận ghét đó, mình cứ cho đó là tâm mình, rồi mình hài lòng, mình thỏa mãn sống với cái tâm đó từ bé cho tới già, tới ngày trăm tuổi đi theo cái tâm đó luôn. Mà cái tâm đó là cái tâm chủ tạo nghiệp, thấy người khổ mình thương giúp họ thì đó là tạo nghiệp lành, thấy người trái ý mình ghét chửi bới họ đó là tạo nghiệp dữ, đều từ cái tâm thương ghét giận hờn mà ra. Như vậy thì mọi cái nghiệp ở trên thế gian đều do cái tâm sinh diệt tạm bợ đó nó chi phối hết. Cho nên người biết tu mà nhất là đọc ở trong kinh lời Phật tổ thường nhắc, cái nghiệp nó tánh sao? Nghiệp tánh vốn gì? Vốn không, do tâm tạo, phải không? Như vậy cái nghiệp thiện, nghiệp ác vốn là không, mà từ tâm mà tạo ra. Mà tâm là tâm nào? Cái tâm giả dối, tâm hư vọng, tâm đó lại tạo thành cái nghiệp đó. Cho nên mình biết nghiệp đó từ tâm giả dối hư vọng mà tạo, mà tâm hư vọng là không thiệt thì cái nghiệp nó thiệt được không? Nó đâu có thiệt. Nhưng mà vì khi mê nó rồi á thì chạy theo nó thì nó thiệt luôn, đời này kiếp nọ cứ như vậy. Như thân không thiệt mà mình mê mình tưởng nó thiệt thì mất thân này tìm thân khác, cứ vậy mà trầm luân muôn kiếp không bao giờ ra khỏi. Như vậy thì chấp thân thiệt, chấp cái tam sinh diệt đó là thiệt thì bảo đảm người đó không bao giờ ra khỏi tam giới. Mà đạo Phật là đạo giải thoát sinh tử, ra khỏi tam giới. Bây giờ làm sao đây? Tu cái gì để ra khỏi tam giới? Đó. Chỗ đó là cái chỗ then chốt mà chúng ta phải nắm vững. Biết rõ chấp thân là cái sai lầm, chấp tam thiệt cũng là một cái sai lầm. Như vậy hai cái sai lầm đó người thế gian không bao giờ biết nó là sai lầm, cứ tưởng nó là thật. Nhưng với con mắt trí tuệ xét cho tột cùng thì quả là sai lầm. Bây giờ đây, ngoài hai cái đó còn có cái gì? Còn có cái thứ ba nữa không? Hẳn là còn. Về cái tâm thì trong nhà Phật chia làm hai: tâm sinh diệt gọi là tâm vọng tưởng, tâm không sinh diệt gọi là chân tâm. Tâm là cái biết sinh diệt thì
nó theo nghĩ suy phân biệt hơn thua phải quấy mà tạo nghiệp. Còn cái biết chân thật không sanh không diệt thì cái biết đó không bị tất cả những cái nghiệp sinh diệt của chúng sinh nó làm quấy động, mà nó là hằng như như bất động. Mà cái đó ở mọi người chúng ta ai ai cũng có sẵn, mà không ai dám nhận, không ai tìm ra. Có mà không biết, mà chỉ tìm, chỉ biết được hai cái thân sinh diệt và cái tâm sinh diệt thôi. Còn cái tâm chân thật bất sanh bất diệt đó không ai nhận ra hết. Bởi không nhận ra nó, cho nên nghe Phật nói mình có sẵn Phật tánh, có sẵn chân tâm, nghe thì nghe chứ không bao giờ mình tin. Bởi vì có biết đâu, có nhận được bao giờ. Đó là cái chỗ hết sức là thiếu thốn của chúng ta, hay là nói cái khác là mê muội của chúng ta. Bây giờ muốn thấy được cái đó thì phải làm sao? Làm sao để thấy được cái tâm không sanh diệt đó? Bây giờ tôi nói hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tất cả mọi người nhớ chữ tâm trong nhà Phật là cái biết suy gẫm, thì gọi cái biết đó là biết sinh diệt. Biết mà hằng nhiên, không có suy gẫm gì hết mà vẫn biết, thì cái biết đó gọi là biết không sanh diệt. Thì như vậy, ngay nơi mình, quý vị thấy, quý vị có đủ hai cái đó không? Một cái điều cụ thể nhất với tôi, nhìn cái dĩa hoa. Tôi nhìn dĩa hoa, tôi thấy hoa hồng, thấy hoa trắng, thấy mấy cái cọng lá xanh, tôi thấy rõ. Nhưng mà tôi chỉ thấy chừng đó thôi, thì tôi có khen nó đẹp nó xấu không? Mà nếu nhìn hoa hồng, phân tích hoa hồng nó màu thế nào, nhìn thấy những hoa trắng đó, phân tích nó màu thế nào, hình dáng thế nào, vân vân, thì tôi có nói nó đẹp nó xấu. Thì như vậy, chỉ cần nhìn bình hoa thì quý vị thấy mình có hai cái tâm rõ. Cái tâm trước thấy biết mà không có cái niệm phân biệt so sánh. Còn cái tâm thứ hai là cái tâm phân biệt so sánh. Mà phân biệt so sánh thì cái tâm đó là tâm sinh diệt. Còn thấy hồng ra hồng, trắng ra trắng, cái nào ra cái ấy, mà không có cái niệm phân biệt gì hết, thì đó là cái tâm không sanh diệt. Thì như vậy, cái khởi đầu nhìn, thấy và nghe tiếng đều, cái ban đầu không có cái niệm so sánh đối chiếu, thì cái biết ban đầu đó là cái biết cái tâm thực của mình. Qua cái biết thứ hai so sánh phân biệt rồi sanh buồn ghét thương yêu gì đó, thì đó là cái tâm sinh diệt. Mà người đời thì luôn luôn vừa thấy cái hoa liền phân tích đẹp xấu, vừa nghe tiếng liền đối chiếu tiếng đó hay hay dở, lành hay dữ, vân vân, rồi sanh ra tất cả cái ý niệm thương ghét nó trỗi dậy. Thì như vậy thì chúng ta biết tu, là các thiền sư thường nói thấy như mù, nghe như điếc. Thấy như mù tức là thấy mà như không thấy, phải không? Nghe như điếc, nghe mà như không nghe. Người ta nghe nói thấy như mù tức là không thấy gì hết. Đó là hiểu lầm. Thấy như mù, thấy mà không có cái chặng thứ hai suy gẫm so sánh đó. Nghe thì vẫn nghe mà không có cái thứ hai là để đối chiếu, khen chê. Như vậy thì thiền sư cũng có thấy, cũng có nghe, mà không có những cái niệm thứ hai.
Còn người đời vừa thấy vừa nghe đều có cái niệm thứ hai, rồi theo cái niệm thứ hai mà quên mất cái ban đầu. Phải không? Như vậy thì nơi ai mà không có sẵn cái thấy, cái nghe ban đầu đó? Ai cũng có hết. Nhưng mà vừa thấy lại chạy theo cái thứ hai phân biệt, vừa nghe thì chạy theo cái thứ hai phân biệt, mà không sống dừng được ở chỗ đang thấy, đang nghe. Vì vậy mà có cái thật mà mình bị lướt qua, không có sống được với nó. Đó là nói đối cảnh bên ngoài. Bây giờ nói tới sâu trong, như chúng ta ngồi thiền. Chúng ta ngồi thiền để làm gì? Thì ai cũng nói ngồi thiền để được định, phải không? Mà hỏi định cái gì? Không biết. Được định mà không biết định cái gì. Đó. Như vậy thì ngay nơi người tu thiền ngồi lặng lẽ, vừa thấy cái nghĩ nhớ chuyện hôm qua hôm kia dấy lên, bỏ, không có theo, thì nó lăn xuống. Đang ngồi nhớ chuyện hồi chiều hồi sáng, ai rầy ai khen gì đó, bỏ, không theo.